Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Victor W7 DVD. Dàn này full chức năng gồm có CD, DVD, MD học A, B, ngõ ao, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. FM của dàn tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Và trên âm ly này có ngõ optical in và out, mình dùng giải mã DAC 24 bit trực tiếp trên âm ly, không cần đĩa mồi. Dùng ngõ này để kết nối Max TV, cải thiện chất lượng âm thanh trên Max TV nhà mình nha. Lo theo dàn 3 đường tiếng, bass, chép mic cho chất lượng âm thanh rất là hay. Chiều cao của lo là 27 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng từ 15 đến 30 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V. Các bác vui lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là muốn gắn thêm bộ Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Và ngoài ra bên em còn có bán các rơ mắt học, tức là các hiển học mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Có bán anten để mình cắm phía sau âm ly, bắt được radio, AM, FM. Có bán đĩa CD, đĩa MD, nhãn chép nhạc theo yêu cầu. Chỉ cần các bác gửi tên ca sĩ hoặc là bài hát vào Zalo là nhân viên video sẽ chép theo đúng ý thích của mình vào đĩa CD cũng như là MD. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc, chỉ cần các bác cho địa chỉ là bưu điện sẽ mang hàng tặng nhà cho mình. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện hoặc chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho các bác một cái rơ mắt học, tức là cái khiển học mình chỉnh được full chức năng trên dàn. Khi các bác chuyển đủ lúc nào cũng có quà khuyến mãi tặng kèm bên em nha. Bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh của bộ dàn này cho các bác tham khảo. Giá bán của bộ dàn này là 1.700.000, chuyển đủ em tặng cho mình cái rơ mắt học chỉnh full chức năng nha. CD, ngõ ao, ít kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. FM của dàn tần số là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Lo 3 đường tiếng, bass của lo là 10 cm, chiều cao của lo là 27 cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45 cm. Giá bán của bộ dàn này là 1.400.000. Các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện hoặc chuyển đủ 100%. Em sẽ tặng cho các bác một cái khiển học, tức là rơ mắt học chỉnh được bass, chép, chỉnh được full chức năng trên dàn. Bây giờ em sẽ test chất lượng âm thanh cho các bác tham khảo.
con điệu nhạc quê hương. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua. Bộ dàn này là 1.400.000, chiếm đủ em sạc cho mình cái kiện học chỉnh được full chức năng trên dàn.